Xin chào mọi người. Tiếp tục với series các sản phẩm của Unicity, em sẽ giới thiệu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đó là sản phẩm thải độc ruột của Unicity. À, đối với trà thải độc ruột này thì nó là sản phẩm điển hình và cũng là sản phẩm hot hit của tập đoàn Unicity rồi. Một hộp này là gồm có 30 gói và mình sẽ sử dụng liên tục đó là 15 ngày. Cứ 8 đến 9 giờ tối là sẽ ngâm với một gói này tương đương với 100 ml nước sôi. Lưu ý là phải nước sôi giúp em nha Riêng trà này là phải sử dụng nước sôi Xong sau đó ngâm ví dụ Đối với cơ địa mà hay bị táo Thì ngâm 5 đến 7 phút hoặc là 10 phút Và có người sẽ ngâm đến khi trà nguội thì mới uống à, Còn ví dụ như là Đối với cơ địa của em uống định kỳ Uống hàng à, thải độc định kỳ Thì mình chỉ em chỉ ngâm có 3 phút thôi là đã ok rồi Trong 100ml nước sôi Vào một cốc nước Ngâm chuẩn 3 phút, em vớt gói trà này ra cho sang cốc bên cạnh, đổ thêm 100 ml nước lọc nguội vào đó để thành một cốc nước ấm và đứng thẳng lên là và uống là xong. Đó còn đối với cái gói trà mình vừa mới vớt ra đó thì mình sẽ cho sang cốc khác và ngâm 10 phút để cho người sau sử dụng ví dụ như cho chồng, cho uh, bố mẹ hoặc là anh chị em mình sử dụng. Uh, khuyến cáo là trên 12 tuổi mới được sử dụng sản phẩm này nhé. Với cả là uh, không sử dụng trong thời gian lâu dài đối với bà bầu lạc tuyệt đối không được dùng trà này nha các chị nha à, có một số bên và nhiều khách có hỏi em là là trà này có giảm cân không? Thực ra trước đây trong bộ giảm cân của Emily City nó sẽ có gói trà này nhưng nó chỉ là hỗ trợ à, thải độc làm sạch đường ruột để khi uống slim vào uống cái sản phẩm giảm cân vào để nó hấp thụ tối đa thôi chứ trà à, công dụng của trà này không phải là để giảm cân nha, lưu ý giúp em thì cho nên không phải uống một hộp này là giảm mấy cân đâu nha. Rất nhiều khách là là nhắn tin cho em hỏi là uống hộp này là giảm bao nhiêu cân. À, như thế là không đúng không chuẩn đối với trà này nó chỉ làm sạch hệ thống đường ruột chống ung thư đường ruột khi mà đường ruột mình khỏe mạnh khi mà đường ruột mình sạch sẽ rồi thì nó sẽ không viêm không nhiễm không viêm nhiễm thì chắc chắn nó sẽ không có tế bào ung thư đấy thế cho nên là uh, khi mà mua hàng của sản phẩm mua sản phẩm này bên em thì bên em sẽ theo dõi và hướng dẫn cụ thể cho khách hàng À, khi mà đã nhận được hàng rồi lưu ý giúp em là liên hệ ngay số điện thoại 0965 117 550 hoặc là kết bạn zalo ngay giúp em nhé thì em sẽ hướng dẫn cụ thể đối với trà này nó sẽ có nó có tác dụng sau 8 tiếng sau 8 tiếng uống từ 8 đến 9 giờ tối thì 8 giờ sáng ngày hôm sau Sáng sáng ngày hôm sau nó sẽ có hiện tượng đó là đau bụng đi ngoài à, cái hiện tượng này là hết sức bình thường đó là tác dụng của trà đi 3 đến 4 lần là chuyện hết sức bình thường, còn đi nhiều hơn thì mình giảm số phút ngâm trà đi, còn chưa đi thì mình lại tăng số phút lên. Thế cho nên là các bác khi mà sử dụng trà hay sử dụng bất cứ sản phẩm nào của Indicity thì hãy nhắn tin hoặc là liên hệ người bán để được tư vấn cụ thể nhất nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. À.